xin công khai hôn người khác, tự nhận là người yêu, cộng đồng mạng choáng váng, bật ngứa. Hot TikTok Azin vừa có bài đăng tự nhận một người là người yêu, còn công khai khoe ảnh hôn má nhau đầy tình cảm, không ngại ngùng. Dân tình hoang mang, lập tức vạch trần sự thật. Thời gian qua, cái tên của TikTok Azin, Bùi Thảo Ly được xem là đề tài nóng, được cư dân mạng vô cùng quan tâm. Là một trong những TikToker nằm trong top đầu về sức ảnh hưởng tại Việt Nam với hơn 14 triệu người theo dõi. Mọi clip Azin đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động của Azin đều được netizen quan tâm. Trong đó, chuyện tình cảm của Azin là một trong những vấn đề được người hâm mộ quan tâm bậc nhất. Đặc biệt là trong những ngày gần đây, tin đồn cô đang trong mối quan hệ hẹn hò với cậu em thân thiết TikToker Ngô Đình Nam được lan truyền rộng rãi. Giữa lúc cõi mạng tò mò chưa biết người yêu thật sự của Azin là ai thì mới đây cô nàng TikToker lại có bài đăng khiến dân tình xôn xao. Theo đó, Azin đã bất ngờ đăng tải khoảnh khắc hôn người khác, công khai cả khuôn mặt và tự nhận đây chính là người yêu cô. Dân tình lập tức réo tên Ngô Đình Nam, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì dân tình mới vỡ lẽ, thở phào và cho biết đây chỉ là một cậu bé, có thể là người thân của Azin. Cụ thể, Azin đã đăng tải khoảnh khắc dễ thương này kèm dòng trạng thái, người yêu cổ cỡ này nè. Cậu bé cũng được dân tình khen hết nấc là dễ thương, tương tác siêu thân thiện với Azin. Hình ảnh ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi, kèm theo đó là những lời thở phào nhẹ nhõm bởi việc cô có hôn người khác, không phải Ngô Đình Nam. Với tư cách là người yêu thì chắc chắn không phải. Trước đó, Azin từng công khai có bạn trai hôn nhau đắm đuối bằng clip đăng tải lên kênh TikTok cá nhân. Dù đã dùng công nghệ AI để che đi khuôn mặt, nhưng qua những chi tiết như dáng người, mái tóc hay vòng tay, thì ai ai cũng xác nhận đó chính là Ngô Đình Nam, hot TikToker nhiều lần bị bắt cập và lộ hiên hẹn hò với Azin. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phản pháo, nhưng với những bằng chứng hiện tại thì ai cũng cho rằng tin đồn yêu nhau là có thật. Mới đây, trong chuyến du lịch Hàn Quốc cùng nhau, người hâm mộ cũng nhiều lần quánh quéo khi cặp đôi liên tục có những chi tiết tình tứ, thân mật, không hề có khoảng cách, thậm chí còn mặc đồ đôi, chụp ảnh với nhau bất chấp tin đồn yêu đương. Hay cách đây không lâu, tại sự kiện của TikToker Konpin, Ngô Đình Nam còn bị bắt gặp bằng chứng khó chối, đó chính là để ảnh nền đại diện cá nhân là ảnh của Azin. Khi bị truyền thông chất vấn về mối quan hệ của cả hai, thì anh lập tức đỏ mặt, vội bỏ chạy trốn. Lối hành xử của Ngô Đình Nam khiến nhiều người càng ngờ vực hơn, bởi có yêu thì mới có những hành tung như trên. Chuyện yêu đương của Azin và Ngô Đình Nam còn nhiều lần bị người anh thân thiết chơi chung nhóm là thầy bé U40 công khai bóc trần. Cụ thể, nam TikToker đã nhiều lần ẩn ý Azin và Ngô Đình Nam đang yêu nhau. Anh cũng được xem là thuyền trưởng nhiệt tình nhất hội bởi liên tục có những hành động tác hợp cho cả hai. Dù tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nhưng Azin và Ngô Đình Nam vẫn quyết giữ im lặng cho đến hiện tại. Các fan đều từng ngày mong ngóng, mong cặp đôi sớm công khai mối quan hệ để có thể chúc mừng và đường đường chính chính đu couple.